đúng rồi các bạn ơi, mình có cái này cho các bạn xem này. Tỷ lệ người đăng ký kênh của mình nó chỉ có 1% thôi đấy, và 99% còn lại là chưa bấm đăng ký kênh. Yo, các bạn có thể giúp cho cái con số này lên được 100% không? Bằng cách là hãy bấm đăng ký kênh cho mình nếu như bạn chưa làm này. Và nếu như bạn đã bấm đăng ký kênh rồi thì hãy bấm vào cái chuông kế bên và chọn tất cả cho mình nha. Và thêm một điều cũng rất là quan trọng nữa, đấy chính là các bạn hãy để lại cho mình một like. Thì cái like đấy chính là cái động lực để khiến cho mình ra video mới mỗi ngày cho các bạn xem đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và bạn nào mà có tấm lòng mà muốn tặng fanart cho mình, muốn vẽ cho mình một cái bức tranh gì đó thì hãy tham gia cái group Facebook của mình nha. Yo các bạn nha, mình là Hubba Gamer đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thêm một cái mini game nữa các bạn ơi. Và đồng hành của mình trong cái video này vẫn là mọi người trong nước team đâu rồi mọi người ơi. Yo hey, đây rồi. Hello mọi người. Đây rồi, đấy, nó đông thì thôi rồi luôn các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay vẫn thiếu thanh niên PC, hình như không có đầy đủ các bạn ạ. Nếu như mà các bạn nào đã theo dõi cái channel hay cái kênh của Noob thì các bạn cũng biết cái mini game này là gì rồi. Yeah, hôm nay chúng ta sẽ đến với cuộc thi. Cuộc thi gì nhờ, Noob, Noob quên mất tiêu cái tên này. Trời ơi, gì mà... thi đi ngủ. Không phải đi ngủ, à nhớ phá hủy các công trình trong Minecraft hay là phá hủy Minecraft gì đó các bạn ơi. Đó, thì các bạn thấy xung quanh mình đây chính là những cái công trình. Và hôm nay bọn mình sẽ thi nhau xem ai sẽ phá hủy những công trình này nhanh nhất thì người đó sẽ chiến thắng các bạn ơi. Biến hành IS. Không, cái gì mà IS, trời đất ơi. Rồi, IS đi anh bơm. Gì nữa? Những bom người chết. Cái gì đó người chết. Đánh bom để chiến thắng. Trời gì mà chiến tranh nghe khủng khiếp vậy. Đâu. Rồi thôi, mấy cái setting này thì mình đã set sẵn các bạn ơi. Mình sẽ chơi 10 round hay 5 round nhờ. Mình nghĩ là 10 round đi cho nó lâu một xíu các bạn ơi. Đấy. Ok, vô luôn nha mọi người ơi. Sẵn sàng hết chưa? Nó lâu rồi. Rồi, vô. Ok. Đấy, thì cái chain tiền này nó sẽ nổ và chúng ta sẽ vào game các bạn ơi. Vô. No. Lâu thế. Rồi. Ủa. Đây. Rồi. Ôi. Rồi vô. Gì rồi? Ôi mọi người kiểu các bạn cũng biết chơi. Ôi mới vô đã cho mình đâu rồi. Trời ơi thằng nào đây? Đúng rồi. Từ. Mình phải. Ai chết rồi. Ui mình phải lên trên này mình đặt các bạn ơi. Đấy, đặt mấy cái góc này nổ cho nó một phát mình ăn luôn. Boom. Ôi. Một shot ăn luôn. Ôi tính ra mình còn chưa nổ TNT nữa nó cho mình thêm 8 cái nữa. Ui còn nhiều nha. Ui còn lâu chết rồi. No. Sắp win rồi. Ôi. Anh đi nấp được điểm đầu rồi. Ba block nữa. Ôi mình còn quá nhiều. Ôi cái này khó này. Ai chết rồi. Trời ơi phí phạm một trái rồi. Ok. Mình sẽ đào cái này vào bên trong mình đặt nó nhiều các bạn ơi. Đấy, một phát ăn luôn này. Một phát ăn luôn. Ghê. Đó, đây một phát ăn luôn nè. Thôi. Rồi. Wow. Ăn rồi. Từ thêm này. Sướng nha. Đấy, ui, okay, đâu, ui, một phát ăn luôn này luôn, cái gì à, ui. Có thể mình nút luôn. Đấy, ôi, cái này dễ, cái này đặt lại. Ui, mình cho nhiều TNT quá các bạn ơi, xíu chắc mình phải tăng độ khó lên một xíu mới được. Trời ơi, nè, ăn luôn nè. Đấy, ui. Chưa kịp đó. Ôi. Ây à, cái này cũng dễ luôn đây, một phát ăn tiếp nè các bạn ơi, xem nè. Ghê nhờ. Cái chứ. Gãy nhiều vào. Ơ, cái này là len à. Ê, chết rồi, cái này một phát ăn luôn thôi cho. Ăn luôn đi. Trời, phải tính toán chứ, ăn luôn sao được. Đây, rồi. Rồi, ăn luôn được không nhờ? Ui, sao mình lại không đặt mấy quả trên lỗ mũi nhờ? À, chết rồi. Ui, ăn trước rồi. Ui, ai cũng có người hết các bạn ơi, cho nên hơi căng. Đấy, ui, cái gì đây? Nãy giờ có một mình thắt bay nút khắn ở trên bàn kìa. Kì dạ. Trời ơi. Ai. Đúng rồi. Cái này cũng dễ mà. Này phát ăn được. Rồi. Thôi thằng này cứ nổ trước các bạn ơi. Đấy. Nổ được từ rồi mấy bạn ơi. Để cho mình chơi chơi. Đúng rồi. Trời. Mình còn chưa kịp nổ nữa thì Zeno ăn rồi. Yo, ghê vậy? Một phát luôn hả Zeno? Thôi được. Cái này ăn luôn này. Zeno nãy giờ chơi khởi động có thôi. Có cả chiến thật chơi giả đó ạ. Ghê quá, chiến thuật rồi. Ghê quá mà. Ây da. Ui, cái này nổ dễ. Ui, dễ. Một phát luôn. Một phát luôn nè. Ui, phải lên mấy nhà đặt nữa mới được. Đấy, một phát luôn. Trời ơi, mình nói có gì sai mà. Có em với anh chưa được điểm nào này. Để xem kết quả ai thắng. Ui, này là cái giường à. Đi ngủ được không? Tôi sao không đặt được. À trời ơi, mình bấm vô cái giường cái nó thành bắt mình kêu buổi tối mới được ngủ. Trời ơi, tội.
Rồi, win luôn nào. Một phát ăn luôn nè. Win đó. Ui, ghê nhờ, mình chưa mình cô chưa kịp nổ nữa. Ui, mình được 3 điểm rồi. Anh Ninh Văn nãy giờ chưa được điểm nào vậy Văn? Điểm thiếu không? Người ta giờ chưa chơi thật thôi mọi người ạ. À, Văn chưa chơi thật là Văn cũng thua à. Win được đâu. Ấy chết rồi, sao tin tin. Ôi, thôi rồi, nổ luôn. Ôi, Lan Ninh Văn cầm thắng ấy kìa. Lan Ninh Văn cầm thắng. Ây, hát bài xin. Ôi, ui. Cày thế nhỉ. Một dán duy nhất, một dán. Ôi, mấy cái này anh tư. Anh chứ, trời ơi. Mấy cái này. Ờ, đúng rồi. Ơ, đổ luôn. Nổ đại đi. Một phát ăn luôn nè. Ui, cái này phải đổi này lẹ mới đúng á, tại vì cái giỡn mà mình cứ ui đó, cái này giỡn này, một phát ăn luôn có đâu một phát ăn luôn anh đất ơi, một phát ăn luôn này vội quá cũng không được đâu nha, vội quá cũng không được đâu. Ui trời ơi, ui ui ghê nhở, không được à, không được đây rồi. Ui thôi xong rồi à, ui mùi rau nhanh thế nhở. Ui thấy thằng ba xin à, rồi tới lúc tử hình rồi các bạn ơi. Dâu tại vì mình được nhiều điểm hơn mọi người mà. Đây rồi, TS đánh bom nè, TS đánh bom nước tim. Ui ôi sướng quá em, mọi người phải cảm ơn kêu đúng rồi, phải ôi mọi người đau đớn lắm á, các bạn nghe mọi người la hét khủng khiếp không đây, trời ơi trời ơi. Ôi là game đầu mình xin rồi, ôi ơi. Ok bây giờ chúng ta sẽ đến với màn thứ hai nha, bây giờ mình sẽ đổi chế độ nó khó hơn đi. À ok, bây giờ mình sẽ qua chế độ event nha. Event thì nó sẽ có những kiểu như là sự kiện này kia, đúng rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho tin tin ít là một xíu các bạn ơi, mình sẽ cho 8 trái và trong vòng 30 cho một quả được thì ba cũng muốn lắm mà nó có mát không cho rồi cứ 30 giây sau thì sẽ cho thêm 4 quả đi, rồi mình sẽ cho cái mấy cái dụng cụ lên đây, kim cương các bạn ơi, đấy thì mình cho mọi người đào thay vì đặt bom vô. Nổ tôi đi. Ôi giờ mới để thanh niên Khang nay chơi quả áo khoác các bạn ơi. Ôi. Trời mới mua quả áo khoác à, được không? Ôi đợi. Mùa hè không sợ nóng. Đúng rồi. Mùa hè không sợ nóng. Ôi chết rồi. Ôi cái này dễ. Lấy. Yeah, thắng rồi. Ôi, đơn giản thôi mà mình. Trời ơi, lo nôi mắt mình chung quá. Trở lại. Ôi, cái này là đơn giản. Cái này cũng dễ phết. Này cũng giỡn. Ok, đặt luôn. Nó no, cái gì mà lẻ vậy ba? Ui gì cho 32 quả lận hả? Ý rồi. Ui. Yo, một phát ăn luôn nhầm nữa sao ấy. Sự kiện rồi. Không, sự kiện không rồi cái này. À sự kiện nãy nó cho H3 32 trái TNT luôn. Cái này nãy mình một phát ăn luôn nè các bạn ơi. Ok, để xem lần này một phát ăn luôn không nha. Ui mấy thanh niên đã nổ rồi. Mấy thanh niên đã nổ rồi mà chưa ai thắng. Ui. Nổ anh cho anh chắc. Ui còn hai khung gỗ, trời ơi còn hai khung gỗ à, thôi hack ba xin. Ui sao tôi chơi hay quá vậy ta. Trời ơi chết rồi. Chắc là do dùng mọi người chơi thật đi, trời ơi còn mềm cái gì. Trời ơi, ai cái này một phát ăn luôn à. Mình sẽ đào cái ruột ra các bạn ơi. Ê sao cái này cứng. Cái ruột này gỗ hay là cát hay đá vậy. Ủa cái này cứng quá vậy, ủa sao đào không được. Ơi cái đó là cái bú đây Ngọc. À cái bú, ủa đúng rồi không được hả ta, kỳ vậy. Trời nó không nổ được ở trong kìa. Ôi, đúng ra mình phải đào cái gột mình bỏ nhát TNT vô á. Ui ui còn có đâu. Trời ơi, ồ chết rồi. Ta sẽ mất hết dụng cụ. Ui mất hết dụng cụ ha. Ui mất hết dụng cụ rồi trời. Có TNT rồi. Trời ơi mà mất hết dụng cụ rồi. Chết rồi cái này phải. Ui nó cho cái quả sự kiện đúng khó luôn các bạn ơi. Ok không sao. Rồi nổ. Ơ sao mất TNT vậy? TNT đã biến mất. Ôi ôi cái sự kiện ác động thì chứ các bạn ơi. Trời ơi bây giờ không có dụng cụ tới mà đào. Hay quá, sự kiện này hay quá. Mất luôn tiền tỷ ạ. Mất hết đồ. Trời ơi. Hay quá. Rồi luôn rồi. Giờ phải đứng đợi 30 giây nó mới cho tiền tỷ. Mọi người. Lấy tay đập đi. À tay không đập được. Ui chết rồi. Đâu mà. Rồi. Tiếp. Ui nhưng mà không có mấy cái dụng cụ khó quá. Ui cái gì đấy? Mù luôn. Trời mù luôn rồi sự kiện kìa. Ác thiệt chứ. Ơi đi đánh bom mày bị mù. Trời ơi. Mang bắt chết. Sắp thắng rồi các bạn. Ai win đây? Mình win thôi. Trời ơi mình con từng quả một. Nổ rồi chưa? Chả thấy cái gì? Chả thấy cái gì thật sự. Ui sao còn nhiều vậy? Quả một đi. Thôi nó sắp win nha. Ôi win lẹ đi H3 còn đúng một siêu luôn. Mình còn đúng một siêu luôn mà nó cho sự kiện không có dụng cụ mới ác chứ. Trời ơi. Đây. Đây rồi. Đây rồi. Rồi. Ba sẽ win. Rồi. Em win chắc rồi. Rồi H3 win rồi. H3 win chắc rồi. Em win. Trời ơi còn hay quá lắm. Đấy, yes. Cuối cùng cũng thắng. Ôi
Đây là cái event mà mình cảm thấy tốn thời gian cực kỳ luôn á các bạn ơi. Dở. Đây, tốn thời gian cực kỳ luôn. Ở đây, rồi lên trên. Đây một quả, hai quả, ba quả. Boom. Check up boom boom. Đây đi. Rồi. Trời ơi, phát ăn luôn. Một phát ăn luôn nè, tin mình. Ôi trời luôn rồi. Một phát ăn luôn, hay quá ta. Ủa kỳ gì ta, tính ra mình tính ra mình cho 4 quả trên kia luôn mà nó không nổ hết ở trên mấy cây chứ. Ôi con bò. Đặt lên. Bò đã cắt môi. Bò cắt môi. Ôi, con bò này khó nha. Mình cho ít TNT quá. Bỏ sao nó không khó các bạn ơi. Này một phát ăn luôn không được. Đó. Phải 2 3 phát. Một phát ăn luôn. Rồi even trời ơi, còn bên trong dữ gì ta. Rồi bên trong nhiều quá. Ô sao nó không cho mình làm nổ TNT? Trời ơi cái even cái tới giờ. À. Đập đi, trời ơi. Ui, đập đi. Ui, mất hết dụng cụ nữa rồi. Trời ơi, mình rồi xong rồi, thôi to rồi, to rồi, to rồi, thấy là to rồi các bạn ơi. Trời ơi, mất hết dụng cụ với cái event này làm sao mà. Mình còn muốn cái xíu thôi. Ờ đúng rồi, nấp ơi, cô thoát khỏi địa ngục đi các bạn. Mất hết dụng cụ rồi các bạn ơi. Trời ơi, mình cũng còn không biết à. Thôi, chúc con ba cục thôi. Ờ, cố lên đi đâu ơi. Cố lên đi đâu ơi, mình còn cá đống luôn. Cày như thế nhờ, cho y mình. Trời ơi. Mẹ, xin nha. Xin, ờ đúng rồi, cho có xin gì hết á. Dành, dành chiến thắng đi. Thang chậm nha. Trời ơi. Trời. Ui, Khang nãy giờ chưa được điểm nào kì với Khang, chết rồi. Trời ơi, ai biết đâu. Ui, cái này có vẻ khoai này. Cái này phai này, chết rồi. Cho 8 trái TNT mà cho mấy cái công trình gì đâu mà. Khổng lồ không mà các bạn ơi, siêu to mà, chết mình rồi. Dữ rồi. Dâu. Ui. Ui. 32 quả kìa. Click lẻ lên, click lẻ lên. Ê, đập nó bị chặt đường rồi. Rồi, cái này không có nên vội các bạn ơi. Ôi trời ơi, còn cái đầu. Cái này không có nên vội các bạn ơi. Ôi, cái gì vậy? Ôi, sao nó tự nổ luôn rồi, mình đang đập của chừng. À, trời ơi. Thời gian hay sao ấy. Chắc thế. Ok, không sao, không sao. Ê, rồi, đâu cái này là mình ăn luôn rồi các bạn ơi. Cái này là mình ăn chắc luôn rồi các bạn ơi. Quên. Quên. Trời ơi, chưa kịp nổ. Cho em một trái. Lại dễ. Lại dễ chứ. Ây da. Xạo. Rồi, mình nổ. Quên nè. Mình nghĩ là mình sẽ còn thiếu sót nè. Càng nguyên, ôi trời ơi, còn một tí, ui, còn vài block nữa thôi. Đau. Trời ơi. Còn một tí nữa, gà xích đào, Càng nguyên rồi, yeah. No, một block cuối cùng, một ôi, quyên. Tại nên, Khang còn mới một block. Ôi, nhà bác dân làng nè. Ôi, thế thì nhồi nhét bên trong vô các bạn ơi. Nhét vô. Nhưng mà đã nổ rồi. Rồi nổ vào bên trong đi. Nổ thôi, cứ nổ thôi được cái nào rồi. Hai cái đấy thôi. Ôi còn cái mái nhà các bạn ơi. Ôi kìa đào. Ui mù. Nhét rồi xong. Trời ơi, cái mình mù. Thấy gì hết trơn sao đi đào đây. Ok không sao, mình chỉ còn đúng cái mái nhà là mình thắng rồi. Mà mình không thấy gì hết trơn á, sao đào. Trời ơi. Đây. Ủa xong chưa ta? Ở hết chưa nhờ? Xong rồi. Ê còn tí nữa. Thôi khỏi đặt luôn các bạn ơi, khỏi đặt TNT luôn. Trời. Ôi, có kia kia. Ôi, chắc chắn mình được một điểm nè. À. Ôi, lại rồi, cái này. Cái này phải thật sự luôn các bạn ơi. Cái này chịu. Cái này tôi chịu rồi. Cái này nó to quá các bạn ơi, thành ra nó tốn thời gian. Ok, lên trên. Ôi giời ơi, thôi toàn rồi. Toàn rồi. Cái này cứ phải từ từ thôi. Đúng rồi, cứ từ từ thôi. Cái này mọi người không gọi được đâu. Ôi chết rồi, quên mất. Rồi, nổ. Hoài luôn. Trời cái gì vậy cho bị ngáo luôn. Trời bị ngáo. Ê say sóng à. Sai rồi. Trời. Oh my god. Qua lỡ uống vài chai nước ngọt. Nay người ta xỉn luôn. Ủa là chai nước ngọt hả? À. Ôi sao chóng mặt vậy ta? Chết rồi. Ôi hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Mày quá. Win. Thôi chịu rồi. Trời ơi, cái này to lắm, cái này còn lâu. Ok, phát nữa. Thôi đi đập đi cho nhanh. Cho ít đồ quá mà. Ôi ơi. Ok, mình nghĩ em phát này lên là mình thắng nè. Ok, phát nữa. Chắc hôn hay là Khang thắng đây. Chắc chứ. Khang thắng chắc luôn. Win, ôi trời ơi, còn 4 block. Để Khang win đi, để Khang win đi. Ôi ơi, bây giờ nó cho cái này để làm cái gì nữa.
Ui trời ơi, tôi bấm nhầm cái bóng tít. No, mình bấm nhầm cái bóng tít. Để em win đi, để em win. Rồi rồi rồi, win rồi, win rồi, win rồi, win rồi. Trời ơi, chưa kịp nó nữa. Ôi ôi, ủa. À, ôi, mình lại chiến thắng rồi. Ôi ôi. À, cái này tính vẫn tính điểm mà. Cái này nó cộng dụng mà. Ôi, thôi, thôi, hát ba xin nha. Thôi, xin lỗi mọi người nha. Cho mọi người ngoài trái tin ti trong lòng. Đấy. Ai da, đau quá. Ôi, đau chứ, đau mọi người, đau. À, đau quá. Ôi, ôi, đây, các bạn cảm ơn, các bạn nghe mọi người. Là hacker các bạn cũng biết rồi. Cái móng giò rồi, ai da. Ôi. Mình lại thắng thêm game rồi các bạn ơi, chết rồi mọi người ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thêm một cái chế độ khác nữa là top 3. Ủa tức là có 3 người thắng hả ta? À ok. Vô luôn. Bây giờ thì từ từ mình vẫn cho 8 trái TNT nhưng mà mình sẽ bỏ cái ui cái nhạc ở đâu ra vậy? Ui 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 tắt tắt. Ok, bây giờ mình sẽ cho lên 8 trái TNT khởi đầu và 16 trái TNT bonus đi. Ok, vô. Thấy cho nhanh các bạn ơi, nãy cho 8 trái lâu quá. Ở đâu 4 luôn không phải 8 nữa. Vô. Bùm. Nè, xem Khang thể hiện chơi đây. Chơi thật đi nha. Ờ, chơi thật đi, đúng rồi. Dạ. Em thể hiện này. Ok. Ôi trời ơi, cục gì vậy? Cục gì đấy? Cục gì Khang khè trong ghê quá vậy? Nó là Khang, nó chỉ là một cái bóp thôi. Bóp hả? Rồi, một phát ăn luôn. Một phát ăn luôn, các bạn tin mình. Các bạn phải tin mình. Còn block nào đó không có win. Tới 3 người là được 3 người win đúng không? À, một 3 người win à. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Ui, trời ơi. Yo, mình còn được cái top 3 nữa cây. Thế giờ, chết rồi, chết rồi. Ui. Tôi không được cái gì luôn. À, lại cái hàng này sao? Ok. Cái này để mình đào con mắt nó ra, mình nhét cái tin đi vô mắt nó. Độc. Ủa cái này là cái gì vậy? À gỗ. Ở đâu cái này là lan. Trời ơi, mình đang cài test cho bắt hình ra mình không biết. Cái đó là lan á, lan á. Lan, lan. Lan, lan. Cái đó là lan nha. Nó sao sao đặt lại luôn. Ok, nổ. Ôi cái đầu này nó to quá. Ui sao mọi người gần hết rồi hả? Yo. Ui mình trời ơi còn cái đống luôn. Ok. Ui. Cơ hội đây rồi, cơ hội vàng trong làng chim có. Cơ hội vàng đây rồi. Ôi còn té nữa cày tít à. Yo. Cơ hội vàng để win. Hẹn win rồi. No. Yeah. Ôi. Ui. Vàng vàng chê. Mình chưa được điểm nào luôn các bạn ơi, chết rồi. Chưa, thật ra nãy giờ tụi mình chỉ đùa thôi. Ok. Chưa giờ thật đâu. Chỉ là giả vờ mà thôi. À, chỉ là giả vờ thôi, trời ơi. Dạ, chỉ là role play thôi. Dạ. Wow. Ôi, ui, chứ là còn mũi. Còn mỗi cái này tên. Ôi ôi, top 1 bên nè. Ôi ôi, nó lời khác hiểu không các bạn đây. Ê, nó hảo thật rồi luôn. Ui, Geno. Geno 8 điểm rồi, Khang. Sao nãy vậy? Ôi, Khang ơi. Geno đã bảo Geno chơi thật rồi con. Ơ không tin à. Tin chứ. Trời ơi, Geno chơi nghiêm túc quá các bạn ơi. Geno chơi quá, căng thẳng quá. Đâu chơi thế làm sao mình đánh sao chơi lại được. Đây. Đặt mấy cái góc này các bạn. Đấy, tính. Đây. Và ở đây rồi. Một phát ăn luôn. Các bạn phải tin mình. Đây. Một phát là còn cái nền luôn. Ôi ôi sao cái tóc. Sao tóc này nhiều quá vậy? Còn cái đầu luôn. Tóc này còn nhiều. Còn cái đầu luôn. Rồi để mình cạo cái mái tóc của nó ra các bạn ơi. Trời ơi tóc gì nhiều quá vậy? Ôi. Cái này cho cái hỏi cái hỏi vậy, cái hỏi vậy. Cơ hội vàng cho mày chiến thắng. Đây, rồi, ok, win, yeah, win. Ôi, sao, ôi, dâu, what the hell, mình hấp 3 luôn rồi. Nhanh tịch. Ôi, có TNT sẵn hả? Có TNT bên trong kìa. Phải không? Ê, mắc tôi nhẹ, đây. Ê, thằng niên này ráp gì đây? Ê, gáp. Ok, gáp luôn. Rồi, nấu. Ôi, ôi. Mấy TNT này nổi được không ta? Nổ luôn kìa. Anh nó nổ luôn hả? Ôi còn đúng một block. Hai block. Còn cái nade thôi kìa. Ủa win vô Còn cái nade. Ê ủa sao mình vô win? Ờ còn sơ chi. No còn sơ chi. Còn sơ chi. Top 1 ở top 2. Trời ơi may quá vẫn top 3 vẫn top 3. Ôi anh đi Khang lên 6 điểm rồi à. Căng nhờ. Trời ơi dĩ nhiên nãy là nó chơi giỡn mà giờ mới chơi thiệt. À ok. Ôi cái này. Ơi thiệt. Cái này mình chỉ nhét vô mấy cái khẽ này là được rồi các bạn. Rồi ok, nó. Ôi. Phát ăn luôn này. Ăn luôn. Trời ơi còn mấy cái gì. Ôi còn đúng một tí luôn các bạn ơi. Chết rồi, đau. Ăn gì thì không biết. Đau. Cho TNT đi chứ. Còn một tí nữa. Tôi chưa cho TNT. Thôi trời ơi, nó nhiều mọi người đấy. Top 2. Yes. Top 3 nè. Tập 4 đây. Đâu, tập 3. Tập 4. Yeah, tập 3. Ôi, tập 3 luôn. Yo. Ôi, hành tinh nấp xuống cuối luôn rồi. Ôi.
Ui, ta thả đây. À hả? Ui cái này dễ nè. Cái bộ giới không cái này khoai cái lắm. Khoai với dễ. Ok dễ. Hay lắm. Cái này phải tính toán các bạn ơi. Mà lên trên này đặt. 4 góc. Ôi giời. Nổ kiểu này thì toan em rồi. Rồi. Nổ. Cái này không thể nổ một phát luôn. Tại vì cái này là khối sắt các bạn. Cái này là khối sắt cho nên nó là. Ui dâu. Holy. Ai ai cần win. Ui anh đi nấp cho anh vậy. Chết rồi anh đi nấp. Ồ lấy cái top 1 của mình. Ok top 2. Top ủa sao mình đi ban thì top 2 vậy? Ừ, cùng đấy. Cùng top 2 kìa. Yo. Ôi lần tiên thấy cái trường hợp này luôn á. Trời luôn mất cái top luôn. Buồn luôn. Ôi. Ôi ôi. Cái gì đây? Trời ơi. Cái này là cái đứa. Cùng phai thật được. Ôi tôi vứt cây cúp xuống đất luôn rồi. Chết rồi. À đâu bên trong nó là xì lắm mà. Ai. À dạ. Dễ ẹt. Dễ ẹt đúng vậy. Không có. Ê từ từ. Nhưng mà cùng lấy. Hơi khó xíu thôi. Dễ mà. Nhìn dễ thôi nhưng không dễ đâu. Đấy nhìn H3 nổ phát là bay hết nguyên khói luôn à. Ghê vậy. Ôi sao còn nhiều quá vậy. Nghe uy tín thế nhỉ. Nhiều quá nhờ. Ở đây rồi, đây rồi. Có họ vàng trong làng hiếm có. Đập. Nổ đi các bạn. Trời ơi. Ôi anh Niên khang nổ mà mình đi lung lay luôn chứ. Ghê vậy. Ôi dồi anh Niên nào nổ mà mình lung lay luôn nè. Rồi thôi, hát ba xin cái top 1 nha. Trời ơi. Rồi bạn. Ui dâu cái gì còn 45. Ui cay thích à, còn 45. Cái game mà xin. No. Trời ơi còn cái đống còn lắm luôn. Top 2. Ui anh Niên vắt lên 12 điểm rồi. Dâu. No. Ui. Nào. Chết rồi. Ui cuối rồi. Hay quá. Mình xin top cuối rồi. Ồ quá. No. Ở đây rồi nổ. Ok một phát ăn luôn các bạn ơi thật. Đây, một phát đi luôn. Ui đây này đây ui còn hai block. Ê ba block. Tới một yes. Hát bà xin. Đừng như thế, ra sức đào đi. Trời ơi tiếp trên kia cái. Rồi nấp top 2 rồi. Khai văn top 3 rồi. Top 3. Văn top 3 rồi. Đấy. Trời ơi. Ui màn cuối các bạn ơi. Màn này là màn quyết định nè. Đâu rồi. Ui màu đẹp trai vậy. Ui cái này mình thấy no hơn. À Đây rồi. Ok mình lên trên đặt nữa là xong. Rồi no. Ok. Ui nhét TNT vô mồm nó. Ui mình nhét TNT vô mồm nó như thế rồi mà nó không hết giờ. Ui rồi. Ok. Giờ. Rồi đào. Ui cái đầu này sao nhiều mà lóc vậy. TNT đâu rồi. Đây rồi. Hello vaccine nha. No. Win. Em mới là người win đây. Đúng kẹt mi. Yo top 1 nha. Yeah, ui top 3. Anh đi khai nổ phải ăn luôn kìa. Ui. Top 1 nha. Còn top 3 còn top 2 à. Ui sao khen rơi khỏi thế giới luôn vậy. Kẻ thua cuộc đó. Ok thế là tính ra là trong 3 game mình thì top 1 luôn các bạn ơi. Ui sao mình chơi hay cái mini game này quá vậy ta. Điên rồi ơi. Phần mềm chiến thắng mà. Vì phần mềm chiến thắng tàu lao người ta chơi fair play thế rồi. Trời đất ơi. Ông TNT H3 nổ to hơn đấy chắc luôn. Thế à ok hồi sao được rồi. Nói chung mình thắng rồi các bạn ơi. Ok mình nghĩ là mình cũng sẽ dừng cái video này ở đây thôi các bạn ơi. Tại vì mình cũng đã chơi hết cái mini game này rồi. Đấy nếu như các bạn thấy cái mini game này nó thú vị thì các bạn đừng quên là để lại cho mình một like. Cũng như bấm đăng ký kênh và bấm cái chuông kế bên để mình nhận được thông báo khi mình ra video mới mỗi ngày vào lúc 6 giờ chiều nha các bạn ơi. Cũng đừng quên là qua ủng hộ mọi người trong nút tim nữa. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc mấy bạn có một ngày tốt lành nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.